Xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tuần mới gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Giúp cho các bạn nắm bắt vận trình của mình và cải biến tốt hơn. 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này nhắc nhở người tuổi Tý nên bình tĩnh, tránh để ra sai lầm đáng tiếc. Khi đạt đến mục tiêu nào đó, điều bạn cần phải làm chính là chậm lại nhằm đánh giá những gì mà bạn đã có được, những gì mà bạn đã phải hy sinh. Như thế, bạn càng hiểu rõ giá trị của cuộc sống cũng như những thành quả mà mình đã có ngày hôm nay. Con đường tài vận tuần này có nhiều thăng trầm, có vui buồn xen lẫn nên quan trọng ở việc bạn nhìn vào mặt tích cực hay tiêu cực của vấn đề mà thôi. Bạn sẽ gặp may mắn nhờ thực thần đưa tới để có cuối tuần trọn vẹn niềm vui. Tuần này, để đỡ gây rắc rối thêm cho chuyện tình cảm của mình, người tuổi Tý nên tìm tiếng nói chung thông qua sự thỏa hiệp là điều cần thiết. Đừng khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình, bởi vì như thế mọi người chỉ mệt hơn mà thôi. Ngũ quỷ hung tinh dự báo có sự quấy phá, tác động tiêu cực từ bên ngoài nên muốn kế hoạch tầm nhìn của bạn thành thực tế hoàn toàn là một điều khó khăn. Bạn là một người luôn nỗ lực với công việc, vậy thì hãy bình tĩnh dù thành quả hiện tại chưa tương xứng với những gì mà bạn bỏ ra. Hai, tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của tuổi Sửu cho thấy, khởi đầu tuần mới của người tuổi Sửu đòi hỏi sự điềm tĩnh và kiên nhẫn vì khó khăn đang chờ đón bạn với sự xuất hiện của thương quan. Dù hoàn cảnh có như thế nào nhưng với sự tài trí của mình bạn vẫn đủ khả năng kiểm soát vấn đề nếu bạn đủ tự tin vào bản thân. Đường tình duyên của con giáp tuổi Sửu khởi sắc, bạn được sự chào đón ấm áp hơn là bạn nghĩ ban đầu. Dường như thái độ của ai đó sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ và suy nghĩ, đương nhiên là nhờ thế cảm xúc của bạn trở nên tích cực hơn. Có nhiều tín hiệu đáng mừng cho người tuổi Sửu tuần mới, thậm chí có người bạn nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến sẽ gây cho bạn bất ngờ. Sự linh hoạt và mở lòng của họ sẽ khiến bạn đặt câu hỏi. Con người ai cũng như vậy, cũng sẽ có lúc học cách buông bỏ và đón nhận, đúng không nào? Thái âm cát tinh người tuổi sửu tận dụng hết lợi thế đang có để tiến hành những dự định đang dở dang. Có thể không phải là việc gì to tát, đơn giản là lên kế hoạch cho những dự định của bạn hoặc thực hiện một bước tiến nhỏ trong tiến trình ấy là được. Ba, tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Dần nhìn chung là thuận lợi, nếu có việc gì bạn nên chủ động vì năng lực của bạn đủ khả năng xử lý, không cần nhờ dựa vào ai. Dù lúc này có chút khó khăn nhưng không đáng kể, chính quan giúp sức nhờ thế mà bạn không phải lo lắng nhiều. Trong tuần này đường tình cảm của người tuổi Dần khá tốt. Hãy tháo gỡ những mối hận thù, những trách cứ, những tức giận trong quá khứ, hiện tại để hướng đến tương lai với những cảm xúc tích cực hơn trong đời sống khi bạn học cách tha thứ học cách bỏ qua thì tâm hồn bạn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy tuần mới có nhiều dấu hiệu đáng mừng con giáp này nên sống chậm lại để nhìn nhận những thành quả mà bạn đã đạt trong thời gian dài vừa qua đừng vì bất cứ lý do gì mà mất đi niềm tin vào chính mình đây là tuần để bạn tôn vinh những giá trị mà bạn đã đạt được tuần này xuất hiện sao dịch mã nên người tuổi dần có phần vất vả, đôi lúc phải chịu đựng cảm giác khó chịu, không hài lòng nhưng ngay lúc đó bạn lại phát huy được năng lực của bản thân, nhờ đó mà cuối cùng mọi sự lại tốt lành. 4. Tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết tuần này người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn trong công việc, những dự định ấp ủ của con giáp này hãy nên bắt đầu trong thời gian đầu tuần vì càng về cuối tuần do có thương quan xuất hiện sẽ có nhiều chuyện chẳng lành xảy đến. Tử vi 12 con giáp tuần này với người tuổi Mão, có thể sự đa nghi đang giết đi tình cảm giữa hai người, có thể cách đối phương bỗng hành xử một cách lạ lùng và khiến cho bạn phải đặt câu hỏi. Đã đến lúc bạn cần phải tìm lý do cho điều này hãy bình tĩnh để quan sát xem vì sao lại như vậy chớ vội đưa ra quyết định nào nhé thời gian này khá yên ổn nhưng không phải thời điểm thích hợp cho các tương tác xã hội với những người bạn mới hãy tập trung vào những điều vốn có và mật thiết gắn bó với bạn ai đó sẽ giận bạn nếu bạn thờ ơ với họ mà chỉ chăm chăm kết bạn mới đấy Thái Dương cắt tinh trong tuần mới là cơ hội để bạn tìm ra con đường, hướng đi mới cho bản thân vì sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, chỉ ra đường lối để bạn có thể tiến hành. Dù bản thân là người cẩn thận nhưng với những thông tin có được bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Năm, tử vi tuần mới của tuổi Thìn, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 tử vi hàng tuần nhận thấy người tuổi thìn rất háo hức đón chào tuần mới nhưng trở ngại sẽ xuất hiện nên con giáp này đừng chủ quan nhất là vào giữa tuần khó khăn hơn khi gặp tỷ kiên bạn phải đối mặt vấn đề liên quan tới mối quan hệ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử đường tình duyên của người tuổi thìn trong tuần này khá khởi sắc mở đường cho con giáp tuổi thìn muốn tìm đối tượng phù hợp để chung đôi tuy nhiên lúc này bạn chỉ nên tương tác qua mạng xã hội nên tuân thủ những lời khuyên của nhà nước để tránh lây lan virus trong tuần này người tuổi thìn có nhiều niềm vui từ cuộc sống khi bạn tìm được niềm hứng khởi và sự ưa thích trong một lĩnh vực nào đó để bản thân có thể chú tâm tránh được việc nhàn cư vi bất thiện thậm chí có người còn tìm ra được cơ hội kiếm tiền gia tăng tài sản tuy nhiên do ảnh hưởng của sao thái tuế không hề tốt do đó con giáp này chớ nên chủ quan không nên di chuyển có những việc bạn không quan tâm chi tiết nên dễ dẫn đến sai sót nên cẩn thận nhờ ai đó kiểm tra lại nhất là khi bạn chuyển tiền 6. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Trong tuần mới này, do kiếp tài xuất hiện từ đầu tuần gây trở ngại nên con giáp tuổi Tỵ luôn trong tư thế đề phòng, nhờ đó mà càng cuối tuần càng thuận lợi. Bản mệnh đã rút nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân sau những chuyện đã qua. Đường tình duyên của người tuổi tỵ không thực sự như ý, đối phương có tư duy khác, hành động khác nên khiến cho bạn cảm thấy đau đầu, không thoải mái tuy nhiên hãy cố gắng nhẫn nại hơn với họ mỗi người một lựa chọn và bạn buộc phải tôn trọng họ lắng nghe họ chia sẻ mà thôi trong tuần này sao bách việt chủ đào hoa không hề tốt cho những cặp đôi đã kết hôn mà xảy ra lục đục ngay lúc này hai bạn đang đẩy nhau ra xa và tạo điều kiện cho người thứ ba xuất hiện đấy nhé tuần này không nên thực hiện dự định gì quá lớn lao vì sẽ có ngăn trở đấy đây là thời gian cần phải tái sắp xếp, tổ chức lại đời sống của mình, nếu không muốn mọi thứ trở nên rối bời và khó kiểm soát. Khi bạn tái cơ cấu lại lịch làm việc thì bạn sẽ thấy mọi sự diễn ra đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. 7. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, những ngày đầu tuần có không ít khó khăn nhưng người tuổi ngọ đừng nên vội vàng từ bỏ hy vọng của mình, rồi chính quan sẽ xuất hiện để nâng đỡ, che chở bạn vượt qua tất cả, miễn là bạn đủ niềm tin vào bản thân cũng như đội nhóm của mình. Tuần mới có nhiều điều không như mong đợi nhưng sẽ là rất ý nghĩa, cũng là một ý tưởng hay nếu người tuổi ngọ dành thời gian để suy nghĩ về những điều mà mình sẽ làm trong thời gian tới tất cả những mục tiêu mà bạn vạch ra đều vì mục đích có một cuộc sống lành mạnh hơn trong từng phút giây trong tuần này bản mệnh chớ nên dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ hay chuyện tình cảm vì việc này không hề có lợi cho bạn thậm chí nếu bạn mong cầu đối phương quan tâm mình hơn sẽ nhận lại sự phản ứng dữ dội xảy ra mâu thuẫn căng thẳng tuần này do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh nhắc nhở người tuổi ngọ tránh đối đầu với bất cứ ai kẻo xảy ra rắc rối liên quan tới kiện tụng tranh chấp có thể việc này chưa gây ảnh hưởng đến tiền nhưng đã gây hại cho sức khỏe của bạn. 8. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này, khó khăn nhất là nửa đầu tuần khi người tuổi mùi thường xuyên rơi vào tình huống khó xử. Nhất là ảnh hưởng của kiếp tài bạn càng khó phân định nên làm gì hay không làm gì, cần loại bỏ ai hay níu giữ ai. Việc nghĩ nhiều thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn đôi khi những giấc mơ trong đời thật kỳ quặc và khiến cho bạn cảm thấy khó hiểu vậy nên sẽ là tiêu tốn thời gian nếu bạn cố để tìm ra đáp án cho chúng đấy tốt hơn là cứ để mặc mọi thứ đến tự nhiên vốn có mà thôi đường tình duyên của người tuổi mùi có chiều hướng đi xuống khi người độc thân mãi không tìm thấy hy vọng cho mình trong khi đó cặp đôi mới yêu xa mặt cách lòng những cặp vợ chồng càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn bất đồng mới nảy sinh Xuất hiện sao Thiên Đức nên có thể niềm vui của bạn liên quan tới chuyện tiền nong, có thể ai đó mang tới cho bạn cơ hội hoặc đơn giản là bạn tự tìm ra con đường cho mình trong thời điểm khó khăn này. 9. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Trong tuần này chính tài mang tiền bạc từ những ngày đầu tuần cho người tuổi thân, tuy nhiên đừng vội xa đà mua sắm để thỏa mãn cảm xúc của mình ngay lập tức. Ngoài ra, bản mệnh nhớ giữ vững tinh thần thật tốt vì có thể bạn phải đối đầu với khó khăn xuất hiện vào giữa tuần. Tuần mới cho thấy người tuổi thân tràn đầy năng lượng, bạn tự tin bước vào mọi thách thức. Bạn không ngại ngần dấn thân để khẳng định mình, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, không vì bất cứ lý do nào mà chùn bước. Hẳn nhiên bạn có năng lực nên mới tự tin đến vậy, đúng không nào? Trong chuyện tình cảm, lời khuyên là người tuổi thân chớ nên mong đợi quá nhiều. Trước khi muốn ai đó mang lại niềm vui cho mình thì chính bạn phải biết làm cho mình vui đã nhé. Trong tuần này Bạch Hổ Hung Tinh mang đến điểm báo không vui cho sức khỏe của con giáp này hoặc người trong nhà, thậm chí có ai đó bị tai nạn trong thời điểm này và khiến người thân không khỏi lo lắng, hoang mang. 10, tử vi tuần mới của tuổi Dậu, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong tuần mới của người tuổi dậu khá ổn định, quan tâm tới các vấn đề nơi mái ấm chính là ưu tiên số 1 của bản mệnh lúc này, thay vì bất cứ vấn đề nào khác. Bạn còn có thời gian cho những công việc khác, thời gian này, hãy hướng đến gia đình, những người mà bạn trân trọng và yêu thương thì hơn. Trong tuần này, người tuổi dậu cảm thấy rất khó khăn khi tập trung vào công việc từ đầu tuần cho tới giữa tuần, nhưng thời điểm cuối tuần, nhờ có chính ấn mà cuộc sống hài hòa, dễ thở hơn bao giờ hết. Trong tuần này nhờ tử vi cát tinh trợ lực sự nghiệp nên tài lộc ghé thăm, có nhiều người có tiền, hoặc được hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh, mang lại cho bản mệnh niềm tin và hy vọng lớn lao. Tuần mới dự báo vận trình tình cảm của người tuổi dậu có nhiều điều phiền muộn, các cặp vợ chồng dễ gây ra xung đột vì không hiểu ý nhau. Những ai độc thân cảm thấy vô cùng căng thẳng khi mỗi lần nuôi hy vọng với ai bạn lại rơi vào tình cảnh bế tắc. 11. Từ vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Trong tuần này, có thể tình cờ một thông tin nào đó mà người tuổi Tuất biết được sẽ cho bạn thật nhiều ý tưởng hay để chia sẻ với mọi người xung quanh mình. Vậy hôm nay là ngày tốt để tương tác để trao đổi, qua đó bạn sẽ có thêm những động lực và kế hoạch riêng cho bản thân đấy trong tuần này dự báo có nhiều khó khăn xuất hiện trong cuộc sống của người tuổi tuất càng cuối tuần cuộc sống của bạn càng khó yên lành khi đối mặt với thiên quan có thể bạn gặp rắc rối liên quan tới chính quyền hay vi phạm an toàn giao thông đường tình duyên của người tuổi tuất có nhiều niềm vui khi hai người rất biết cách làm mới tình yêu của mình bất chấp hoàn cảnh khó khăn của mình người độc thân cũng có cơ hội trò chuyện tìm hiểu người khác giới phù hợp trong thời gian này ảnh hưởng của đại hao khiến cho việc chi tiêu sao cho tiết kiệm sẽ là một điều không dễ dàng chút nào với bản mệnh trong tuần này. Tuy nhiên đó là việc mà bạn cần phải làm. Trong bối cảnh này, đừng mua bán bừa bãi nhé, nếu không bạn sẽ khó khăn về tài chính đấy. 12, tử vi tuần mới của tuổi hợi, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 theo tử vi ngày tuần mới trong thời gian này người tuổi hợi sẽ nhận được nhiều niềm vui từ những ngày đầu tuần tuy nhiên đến cuối tuần khó khăn càng ngày càng xuất hiện nhất là khi đối mặt với kiếp tài bản mệnh rơi vào tình huống khó xử khi tình cảm xen lẫn với công việc tuần này của con giáp tuổi hợi khá ổn định có thể một người bạn nào đó đang gặp khó khăn trong đời sống và rất cần đến sự hỗ trợ của bản mệnh vậy thì hãy đảm bảo rằng bạn ở bên họ và sẵn sàng chia sẻ với họ từng phút giây họ thực sự trân trọng tình cảm mà bạn dành cho họ đấy trong tuần này người tuổi hợi cũng khá vất vả trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyện tình cả đôi lúc bạn muốn bỏ mặc không tìm cách tháo gỡ nữa để bản thân có khoảng thời gian nghỉ ngơi yên ổn ảnh hưởng của tiểu hao khiến người tuổi hợi bắt đầu có những lo lắng về tiền bạc thế nhưng đừng quá coi trọng tiền bạc và bỏ qua các yếu tố khác hãy làm những việc cần phải làm và đúng đắn về mặt đạo đức như thế bạn sẽ không phải hối tiếc sau này đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại